Thưa quý vị, hôm nay Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên bản án sơ thẩm đối với hai bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, quận 8, TP HCM, khiến 85 người thương vong, trong đó có 13 người tử vong. Cụ thể, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng, 42 tuổi, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư công ty Carina, mức án 6 năm 6 tháng tù, và Nguyễn Quốc Tuấn, 34 tuổi, cựu trưởng ban quản lý chung cư Carina, 8 năm tù, cùng tội danh vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Bản án cũng tuyên tách các phần dân sự chưa được giải quyết, dành quyền khởi kiện cho các bên liên quan khi có yêu cầu. Hội đồng xét xử nhận định, qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ cơ sở khẳng định hai bị cáo Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Tuấn phạm tội. Hai bị cáo biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina đã bị hư hỏng, không hoạt động, nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế sửa chữa, khắc phục, dẫn đến khi phát sinh cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy không có tác dụng, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Còn vào khoảng 18 giờ 5 phút ngày 21 tháng 12, tại Mong Khai Thác, khai trường công ty cổ phần than cọc 6 Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong, một nạn nhân mất tích và 6 công nhân khác bị thương. Theo đó, khi đang làm việc bốc xúc bùn tại Mong Khai Thác, thì bất ngờ bùn sạt xuống khiến các công nhân không kịp thoát nạn. Công nhân tử vong là anh Lưu Thanh Tùng, sinh năm 1988, và nạn nhân mất tích là anh Hoàng Thọ Hùng, sinh năm 1976. Hiện các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm. Cả hai nạn nhân đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực. 6 công nhân khác bị thương đã được kịp thời đưa đi đến bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng cấp cứu mỏ đã có mặt kịp thời để cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Cẩm Phả đã thăm hỏi động viên các công nhân gia đình bị nạn. Là cán bộ tín dụng của một ngân hàng chi nhánh Đà Nẵng, bị cáo đã lừa đảo một loạt các khách hàng lẫn đồng nghiệp để chiếm đoạt số tiền hơn 53 tỷ đồng. Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Quang, trú tại quận Liên Chiểu, mức án chung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào năm 2018, ngân hàng cấp tín dụng cho một công ty trên đường Man Thiện, quận Hải Châu là 25 tỷ đồng. Quang được phòng tín dụng giao nhiệm vụ làm hồ sơ, nhưng Quang đã không giao giấy tờ cho công ty này mà dùng để đưa cho một số khách hàng của Quang xem. Đồng thời, Quang nói dối về việc công ty cần vay tiền trả nợ ngân hàng khác, lấy tài sản về thế chấp cho ngân hàng, qua đó lừa các bị hại. Từ tháng 5 năm 2018, Quang bịa chuyện cần tiền, làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, đầu tư bất động sản để vay tiền, hứa trả lãi suất cao khiến cho các bị hại tin tưởng. Quang còn dựng nên các dự án bất động sản ma để lừa đảo đồng nghiệp. Người bị Quang lừa nhiều nhất là hơn 13 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Quang đã dùng để trả nợ cho các chủ nợ trước hoặc là trả lãi và gốc cho chính bị hại để tiếp tục vay tiền. Đến thời điểm bị bắt, Quang đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 53 tỷ đồng của nhiều bị hại. Thưa quý vị và các đồng chí, sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động cho vay nặng lãi tín dụng đen càng nở rộ vào dịp cuối năm, nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Công an thành phố Đà Nẵng trong đợt đầu cao điểm ra quân đã triệt xóa, bóc gỡ nhiều đường dây đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bên cạnh việc sử dụng hình thức quảng cáo truyền thống như là dán, phát tờ rơi, thì nay các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo rộng rãi, câu nhử khách hàng. Sử dụng mạng xã hội, đăng tải nhiều bài viết lãi suất hấp dẫn nhằm câu nhử khách hàng, đối tượng Lê Bá Đỉnh, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã cho tổng cộng 7 người vay với lãi suất vượt quá 30 lần lãi suất mà Bộ Luật Dân sự quy định và thu lợi bất chính tổng cộng gần 140 triệu đồng. Với cách thức tương tự, đối tượng Nguyễn La Tứ Thành Đa Đức, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa bị Công an quận Hải Châu bắt giữ và làm rõ về hoạt động tín dụng đen liên tỉnh với lãi suất cho vay dao động từ 10 đến 15% một tháng, số tiền cho vay thấp nhất 10 triệu đồng và cao nhất là 2 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng là liên hệ các một số cái đối tượng mà đăng quảng cáo, đối tượng đặt cọc về thông tin cũng như là trao đổi về cái thỏa thuận về số tiền dịch vụ để đăng quảng cáo, để làm sao mà đẩy mạnh cái quảng cáo việc cho vay của đối tượng trên các trang mạng xã hội hoặc các dịch vụ internet không gian mạng để cho người vay có thể tiếp cận một cách nhanh nhất để liên hệ các đối tượng cho vay. Không chỉ phát tờ rơi, dán quảng cáo tại các điểm công cộng, những lời quảng cáo có cánh như vay không thế chấp,
thủ tục nhanh gọn, nhận tiền liền tay cũng tràn lan trên các hội nhóm. Đây đều là chiêu trò mời chào của các đối tượng cho vay nặng lãi. Đến khi người vay không có khả năng chi trả, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa tinh thần, cưỡng đoạt tài sản hoặc xâm hại đến tính mạng của người vay và gia đình. Khi mà vay thì các đối tượng yêu cầu người vay thế chấp, ví dụ như căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là giấy phép kinh doanh, vân vân. Bằng cái hình thức này thì sau khi mà đến một khoảng thời gian mà các người vay không thể trả nợ được thì các đối tượng sẽ biến hóa thành những cái hợp đồng giả trong cái việc mà cầm cố, sau đó đối tượng lợi dụng việc không trả nợ được thì các đối tượng sẽ siết nợ. Chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để mạnh cái việc kiểm danh kiểm diện, nắm đối tượng. Kèm theo cái việc này là chúng tôi có cái công tác tuyên truyền đến các người dân vay những cái nơi mà hợp pháp và cái lãi suất là lãi suất theo quy định của ngân hàng. Trên tinh thần đấu tranh với tội phạm tín dụng đen cho vay lãi nặng, trong năm 2023, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 2 nhóm, 9 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng quy mô lớn với thủ đoạn sử dụng mạng xã hội app cho vay lãi suất 280 đến 400% một năm. Từ nay đến cuối năm, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố tiếp tục ra quân, kiên quyết xóa bỏ các đường dây, đối tượng hoạt động tín dụng đen, mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023. Lực lượng đã triển khai để quyết tâm làm giảm tội phạm, quyết tâm là chính trị cao nhất để thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn thành phố, trên địa bàn thành phố. Trong đó rất là nhiều lĩnh vực tiếp tục đấu tranh làm giảm cái tội phạm hình sự và một số loại tội phạm vi phạm pháp luật. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm để lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn kịp thời. Càng về cuối năm, nạn mua bán trái phép pháo hoa nổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai càng diễn biến phức tạp. Lực lượng công an đang đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này. Mới đây, Công an huyện Chư Pan, tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Đinh Chỉ Trường, trú tại thôn Tung Mo A, xã Ia Giang, huyện Chư Pan, để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán hàng cấm. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 20 tháng 12 tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ia Rong, huyện Chư Pan, Công an huyện Chư Pan đã bắt quả tang đối tượng Trường đang điều khiển xe máy, chở một thùng các tông đựng 3 hộp pháo hoa nổ đi bán. Khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Trường, cơ quan công an đã phát hiện 54 hộp pháo hoa nổ được đối tượng cất giấu tại chuồng gà phía sau nhà. Tổng khối lượng thu giữ là 91,1 kg. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2023 tại tòa nhà chung cư BRG Diamond Residence số 25 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nạn nhân trong vụ việc trên là một nam giới hiện chưa rõ nhân thân lai lịch, đặc điểm nạn nhân cụ thể như sau. Giới tính nam, khoảng 25 đến 30 tuổi, da vàng, tóc đen, dáng vóc người trung bình, mặc quần bò ngố màu xanh, mặc áo phông cộc tay có cổ màu tím, không đi dép, tai bên phải đeo khuyên tai hình tròn màu bạc, cẳng tay trái có xăm chữ hận người, cẳng tay phải có xăm hoa văn không rõ hình dạng. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành các biện pháp truy tìm tung tích nạn nhân theo quy định. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được nhân thân lai lịch của nạn nhân. Để phục vụ công tác điều tra xác minh, nhanh chóng làm rõ được nhân thân lai lịch của nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân thông báo truy tìm tung tích thân nhân của nạn nhân có thông tin đặc điểm như trên. Mọi thông tin xin được liên hệ với cán bộ thụ lý, đồng chí Trần Đức Thắng, số điện thoại 0983 271 386. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vì hành vi nhận hối lộ. Theo đó, quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Ngày 21 tháng 12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, Thứ trưởng Bộ Công Thương, về tội nhận hối lộ.
Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các đối tượng Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, về tội nhận hối lộ. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Lập 50 công ty ma bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Bùi Thị Thu Nguyệt, 33 tuổi, trú tại quận Sơn Trà và Nguyễn Thị Khánh Vân, 37 tuổi, trú tại quận Hải Châu vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Cụ thể, Công an thành phố nắm bắt thông tin về một số đối tượng có biểu hiện lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp nên đã thành lập hàng loạt doanh nghiệp ma để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống nên lập án đấu tranh. Bước đầu xác định Nguyệt và Vân đã thành lập và điều hành hơn 50 doanh nghiệp ma xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Được biết đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương trên cả nước. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam 4 tháng một đối tượng lừa xin việc cho 12 người để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Đó là Phan Ngọc Phú, 45 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2013, Phú quen biết với bà Nguyễn Thị Minh Hòa và đưa ra thông tin gian dối là bản thân Phú có khả năng xin việc, xin đi học và xin chuyển công tác. Vì tin tưởng Phú nên từ năm 2013 đến năm 2015, bà Hòa đã nhận hơn 1,6 tỷ đồng của 12 người quen để đi nhờ Phú xin việc hộ. Sau đó, bà Hòa đưa cho Phú hơn 1,5 tỷ đồng để lo lót xin việc. Đến hẹn do không xin được việc nên bà Hòa đòi lại tiền thì được Phú trả lại 290 triệu đồng. Hơn 1,2 tỷ đồng còn lại Phú không trả nên bà Hòa đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Vào sáng ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo là Lê Văn Thanh, sinh năm 1980 và Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1998, cùng trú tại thị xã Tịnh Biên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 12, lực lượng chức năng tỉnh An Giang tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới phát hiện Thanh và Tuấn Anh mỗi người vác hai bao tải đi bộ từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên tiến hành truy đuổi bắt giữ Thanh cùng hai bao tải, bên trong có chứa hơn 34 kg cần sa. Còn Tuấn Anh bỏ lại hai bao tải, bên trong chứa hơn 22 kg cần sa để thoát thân. Thấy không thể tẩu thoát, đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, Tuấn Anh ra đầu thú. Thanh và Tuấn Anh khai nhận vận chuyển thuê số cần sa trên từ Campuchia về Việt Nam để nhận tiền công. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thanh và Nguyễn Tuấn Anh mỗi bị cáo 15 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô khách trên tuyến quốc lộ 18 có biểu hiện cướp, cưỡng đoạt tài sản của hành khách với thủ đoạn manh động liều lĩnh. Ngày 19 tháng 12, Công an thị xã Quế Võ ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng đều ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi cướp tài sản. Chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng này là Hoàng Văn Hiếu, 28 tuổi. Các đối tượng khai nhận đã thuê xe ô tô nhãn hiệu Fortuneship di chuyển trên tuyến quốc lộ 18 và quốc lộ 5 để bắt khách. Khi phát hiện hành khách cầm hành lý đứng chờ xe, các đối tượng dừng xe, kéo khách lên xe rồi đe dọa và cướp tài sản. Từ tháng 6 năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt trên 200 triệu đồng của các hành khách.